Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo chương trình hành động do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo với tinh thần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đề ra, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội. Trong đó, cùng với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã được ban hành, dự thảo bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra về hoàn thiện thể chế phát triển gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng của tỉnh. Thực hiện lồng ghép xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cả về kinh tế và xã hội, với việc triển khai thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Dự thảo xác định 14 nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, các nhiệm vụ về văn hóa xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, về đảm bảo quốc phòng an ninh. Các nội dung mục tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 13 của Đảng được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, xác định rõ thời gian hoàn thành từng nội dung công việc, cơ chế kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, đại biểu các ngành cơ bản thống nhất về sự cần thiết và nội dung dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của Đảng, đồng thời phân tích, đóng góp các ý kiến, đề nghị bổ sung một số nội dung nhiệm vụ về công tác đối ngoại, về phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục, về chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền số, về phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp hỗ trợ, vân vân. Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện một số chương trình, đề án cụ thể. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của Đảng do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu soạn thảo đã cụ thể hóa được nhiều nội dung nhiệm vụ gắn với cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các đơn vị tại hội nghị. Trên cơ sở đó, rà soát bổ sung điều chỉnh các mục tiêu nhiệm vụ liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các ngành, các đơn vị. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải nghiên cứu, tham gia ý kiến chậm nhất trước ngày 10 tháng 4. Yêu cầu đơn vị soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động để Ủy ban dân tỉnh thảo luận cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào cấu trúc nội dung dự thảo chương trình hành động của Thanh Hóa thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu trên cơ sở chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tiếp thu bổ sung những nhiệm vụ mới quan trọng liên quan đến các tỉnh thành phố mà nghị quyết 13 của Đảng đã nêu, trọng tâm là cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Về các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh để thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách phải đảm bảo phù hợp, khả thi, phát huy hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu bổ sung mục tiêu nhiệm vụ về công tác đối ngoại, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nhóm nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính, về xây dựng đề án chương trình chuyển đổi số của tỉnh với ba trụ cột chính là chính quyền số, xã hội số và kinh tế số ngay trong quý 3 năm 2021. Đề án về phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan cấp sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng cơ chế về dành nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời rà soát danh mục các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành. Năm 2021 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, từ nguồn kinh phí xã hội hóa lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là thông tin được đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về hoạt động du lịch năm 2021 diễn ra vào chiều qua ngày 2 tháng 4.
Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên thường trú tác nghiệp tại Thanh Hóa, các cơ quan báo chí của tỉnh. Theo kế hoạch, trong mùa du lịch biển năm 2021, thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao nhằm kích cầu du lịch. Mở đầu là chuỗi các hoạt động của lễ hội hoa do công ty cổ phần tập đoàn FLC tổ chức vào đầu tháng 4, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật lễ hội hoa Sầm Sơn 2021 và bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra vào tối ngày 10 tháng 4. Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề Sầm Sơn cất cánh sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại sân khấu quảng trường biển, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Dịp này, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Các chương trình này sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa truyền hình trực tiếp. Cùng với đó, trong các tháng cao điểm của mùa du lịch biển năm nay, thành phố Sầm Sơn sẽ đăng cai tổ chức một số giải thể thao quy mô lớn như giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2021, giải đua xe đạp thành phố Sầm Sơn mở rộng. Năm 2021, lần đầu tiên, lễ hội thả diều, lễ hội diễu hành đường phố, chương trình diễu hành mô tô phân khối lớn, triển lãm bonsai và hoa lan, cuộc thi giọng hát hay thành phố Sầm Sơn mở rộng, cuộc thi người đẹp du lịch Sầm Sơn cũng sẽ được tổ chức. Ngoài ra, vào tối thứ Bảy hàng tuần, tại các sân khấu bãi biển đường Hồ Xuân Hương, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, biểu diễn trò chơi, trò diễn dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đều nhận định các hoạt động văn hóa thể thao du lịch mà thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức trong năm 2021 đa dạng phong phú, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm bổ ích và hấp dẫn. Đại diện các cơ quan báo chí đề nghị thành phố cần quan tâm tới diễn biến dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động kinh doanh du lịch, tăng cường kết nối với các khu điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, quan tâm khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố gắn với phát triển du lịch, đồng thời đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang đẳng cấp quốc gia quốc tế. Đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của du lịch thành phố trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí để thực hiện hiệu quả giải pháp phát triển du lịch, từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố lễ hội ngày càng văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách. Năm 2021, thành phố phấn đấu đón được 4,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.360 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú của người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây được đánh giá là khâu quan trọng để từ đó lựa chọn giới thiệu những người thật sự xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 16 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tiểu khu với 72 cử tri tham gia. Sau khi nghe sơ yếu lý lịch trích ngang của từng người ứng cử cùng với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri của tiểu khu đã có ý kiến nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với từng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi sẽ là quyết tâm là sàng lọc và lựa chọn những người đủ điều kiện, tư cách, có đức, có tài để vào cái Hội đồng Nhân dân và làm cái việc ích cho, có ích cho nhân dân trong tiểu khu và trong xã hội. Đối với Bắc Giang thì rất nhiều ứng cử viên. Cho nên mà cái việc mà theo cái luật thì chúng tôi lại càng phải làm chặt chẽ và đúng. Cử tri đến rất là đông và chấp hành rất là nghiêm túc và chúng tôi triển khai từng bước theo đúng cái quy định của luật bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Thanh Hóa có 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có 2 người tự ứng cử, 196 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, trong đó có 1 người tự ứng cử, 2.026 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 28.571 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, trong đó có 5 người tự ứng cử. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4,
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, nên Mặt trận Tổ quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện theo đúng quy trình quy định của pháp luật về bầu cử nhằm đảm bảo dân chủ khách quan. Ý kiến của các cử tri tại hội nghị cũng đánh giá rất chi là cao về công tác nhân sự và nguồn do địa phương giới thiệu. Trong hội nghị thì nhân dân cũng đã gửi gắm rất tâm tư tình cảm đến các ứng cử viên và cũng mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới các ứng cử viên phát huy hết vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 27 đã đề ra. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được khoảng 70% hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến hết ngày 5 tháng 4 sẽ tổ chức xong các hội nghị này. Đây là cơ sở quan trọng để trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện sắp đến thời hạn cuối thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại khu kinh tế Nghi Sơn, theo kết luận số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng do còn nhiều hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, thị xã Nghi Sơn đã xây dựng phương án cưỡng chế. Trong thời gian chuẩn bị thực hiện phương án cưỡng chế, công tác vận động tuyên truyền vẫn được thị xã tích cực thực hiện và kết quả là tiếp tục có nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án. Trong cuộc họp báo mới đây, thị xã Nghi Sơn đã thông tin đến các cơ quan báo chí về việc thị xã xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 81 hộ dân để thực hiện 5 dự án hạ tầng quan trọng tại khu kinh tế Nghi Sơn. Xác định việc cưỡng chế là biện pháp không mong muốn, phải áp dụng sau cùng, nên trước khi thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất, thị xã Nghi Sơn vẫn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục vận động để người dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị của thị xã cùng với địa phương cũng đã vào cuộc rồi, cũng nhiều ngày xuống đến tận hộ dân, rồi có nhiều hộ cũng phải vào đến 3 lần trong ngày. Với cái tình hình địa phương và nhân dân thì cũng đã nhận thức ra và sau đó thì đã từng hộ một cũng là tự giác tháo dỡ. Cách mà thị xã Nghi Sơn có được sự đồng thuận của người dân đó là ngoài việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp của các hộ thuộc diện bị thu hồi đất thì phải tuyên truyền để người dân thấy những cái được nếu tự nguyện bàn giao mặt bằng và cái mất khi phải thực hiện cưỡng chế. Hiện tại là ở cái địa bàn đây thì làm ăn là rất dễ thuận lợi, nhưng mà vì dự án của nhà nước nên chúng tôi vẫn phải chấp hành là đầy đủ và đúng để đạt cái hiệu quả cao nhất để cho nhà nước người ta làm mở rộng những cái công trình phúc lợi cho xã hội. Trước yêu cầu gấp rút của công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, ngay khi các hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương và các thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng lập biên bản nhận bàn giao để tổ chức tháo dỡ các công trình. Các địa phương cũng đã có phương án hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng trong việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản đến nơi các hộ yêu cầu. Phường sẵn sàng có lực lượng thanh niên xung kích và lực lượng dân quân thì sẵn sàng khi bà con nhân dân mà có cái nhu cầu để vận chuyển các cái trang thiết bị và vật tư của gia đình thì lực lượng sẵn sàng. Thứ hai nữa là nhà thầu cũng có những cái động thái hỗ trợ nhân dân như máy móc, thiết bị để hỗ trợ việc phá dỡ, đảm bảo cái việc là bà con sẽ tận dụng được các cái vật dụng của gia đình. Trong số 81 hộ dân nằm trong phương án phải cưỡng chế vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2021 để phục vụ các dự án hạ tầng khu kinh tế Nghi Sơn, đến nay đã có 65 hộ tự nguyện bàn giao đất, còn lại 16 hộ vẫn không chấp hành. Những ngày tới, sau khi tiếp tục vận động, tuyên truyền, nếu không có kết quả, thị xã Nghi Sơn sẽ kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập bùng phát tại tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn tiềm ẩn. Thế nhưng hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều khu vực nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, khu vực công cộng, nơi tập trung đông người vẫn còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa hiện nay đã khôi phục về trạng thái bình thường rồi, mà cái dịch bệnh cũng đã được dập tắt đi nhiều rồi.
đi khám ở các phòng khám khác thì không phải bị đeo khẩu trang hay là sát khuẩn nhiều giống như ngày trước nữa. Bây giờ là đi đâu cũng cảm thấy là thoải mái mà yên tâm lắm rồi. Chúng tôi là đi chợ được thoải mái, không phải đeo khẩu trang, không phải sát khuẩn nên là bà con cũng yên tâm, chợ cũng có vẻ đông đúc hơn mỗi khi. Đây là ý kiến của người dân khi nói về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thanh Hóa. Cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nên một bộ phận không nhỏ người dân đang rất chủ quan, mất cảnh giác. Điều đáng nói, việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, không rửa tay sát khuẩn diễn ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, các bến xe khách, bến xe buýt và các khu vực tập trung đông người khác nhưng không có lực lượng chức năng nào nhắc nhở. Để những vi phạm diễn ra công khai, bên cạnh ý thức của người dân còn có trách nhiệm của các đơn vị quản lý và chính quyền các địa phương. Bởi việc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát các quy định phòng chống dịch sẽ là nguy cơ cao tái bùng phát dịch bệnh. Hiện nay, quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa vẫn yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh, nhà ga, bến xe, cảng hàng không khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Thế nhưng, cả cơ quan chức năng và nhiều người vẫn chủ quan chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, phản ánh với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các hộ dân tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các năm 2004 và 2005, 25 hộ dân địa phương đã đăng ký và nộp đầy đủ tiền để mua đất ở cho Ủy ban Nhân dân xã. Tuy nhiên, gần 20 năm trôi qua, mặc dù đã nhiều lần kiến nghị với cấp có thẩm quyền, nhưng vẫn chưa được bàn giao đất, khiến các hộ dân này rất bức xúc. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2004, sau khi có thông báo bán đất của Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền, các hộ dân đã làm đơn xin được mua đất. Sau khi được Ủy ban Nhân dân xã chấp thuận, 92 hộ đã nộp đầy đủ tiền để mua đất. Tuy nhiên sau đó chỉ có 67 hộ được bàn giao, 25 hộ còn lại đăng ký mua đất tại khu vực Đồng Yếm, Đồng Cửa và Trồng Sơn vẫn chưa được nhận đất mặc dù đã gần 20 năm trôi qua. Gia đình tôi như thế là 4 đứa con trai. Nhưng tôi mua đất ở cho con cái để mà làm nhà. Nhưng đến nay con cái tôi đã lấy chồng lấy vợ không có đất ở. Con cái đông ở chung một gia đình nhiều khi có sự va chạm mất mát gây mất đoàn kết. Cho nên tôi nguyện vọng của tôi là được đón đất ở để san cho các con cháu đỡ rất trình phức tạp trong gia đình. Chúng tôi đã làm nộp tiền đất rồi mà đến bây giờ vẫn chưa được bàn giao đất. Thì cái quyền lợi đấy là trôi qua bao nhiêu năm rồi chúng tôi là rất thiệt thòi. Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm thế nào để mà giải quyết cái quyền lợi cho bà con cho nó thỏa đáng. Trao đổi với lãnh đạo xã Dân Quyền, chúng tôi được biết việc 25 hộ dân của xã nộp tiền từ năm 2004 để mua đất ở nhưng chưa được bàn giao là hoàn toàn đúng sự thật. Vào thời điểm đó, xã đã sử dụng tiền của các hộ vào việc xây dựng các công trình công cộng chứ không nộp vào kho bạc theo quy định. Sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, xã đã thống kê số hộ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn tổ chức buổi làm việc với xã, đề nghị xã xây dựng phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể, cung cấp các giấy tờ có liên quan để phòng xem xét, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện quyết định. Tiếp đó, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền xây dựng được phương án xử lý tồn đọng đất ở của 25 hộ gia đình trình Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một năm, Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn vẫn chưa có kết luận để giải quyết cho các hộ. Tại thời điểm này thì muốn gì muốn thì về trách nhiệm của cấp ủy chính quyền thì chúng tôi sẽ một trong hai ngày tới sẽ mời các hộ lên để gặp gỡ, động viên các hộ. Trước mắt là sẽ phải yên tâm trong cái việc là chứng từ thủ tục của các hộ nạp tiền đất thì đã được ghi nhận. Yên tâm trong cái thời điểm này để rồi đề nghị với cấp trên có cái hướng giải quyết sớm, không tránh cái sự tổ chức tham gia đông người, đặc biệt là đề nghị để bảo vệ cái quyền lợi đối của các hộ. Trước sự việc trên, phóng viên chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo huyện Triệu Sơn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Thiết nghĩ các cấp, các ngành huyện Triệu Sơn cần nhanh chóng giải quyết vụ việc, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, sớm có kết luận nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người dân, tránh xảy ra tình trạng kiến nghị kéo dài gây bức xúc tại địa phương. Tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ hành chính công trực tuyến là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử.
Năm 2020, Thanh Hóa là một trong những địa phương có kết quả xây dựng chính quyền điện tử cao nhất cả nước. Mặc dù đạt được kết quả rất tích cực, tuy nhiên công tác cải cách hành chính cấp xã tại một số xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Bá Thước. Hôm nay, bà Trương Thị Nga ra Ủy ban Nhân dân xã Ái Thượng để xin đăng ký lại khai sinh. Không phải đi xa lên tận trung tâm huyện, chờ đợi cả ngày làm các thủ tục như trước kia. Nhưng với bà Nga và nhiều bà con khác trong thôn lại có thêm một cái khó nữa là không thông thạo tiếng phổ thông cũng như chữ viết. Nên ngay cả việc đơn giản nhất là điền thông tin trên văn bản cũng rất khó khăn. Về đây thì tôi cũng không biết dùng máy vi tính, nhưng mà được nhờ cán bộ hướng dẫn thì làm thuận tiện và nhanh chóng hơn những đợt trước. Là một xã miền núi, trình độ dân trí còn chưa cao, việc tiếp cận dịch vụ công còn hạn chế. Công chức xã phải cập nhập hộ thông tin hướng dẫn về dẫn đến cái thời gian kéo dài thực hiện chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu. Bá Thước là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa với trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu vùng xa. Bởi vậy, việc tiếp cận với công tác cải cách thủ tục hành chính là một việc không đơn giản đối với người dân và thậm chí là với nhiều cán bộ cấp cơ sở. Do đó, mặc dù huyện đã triển khai được 42 dịch vụ công mức độ 3 và 70 dịch vụ công mức độ 4, nhưng tỷ lệ hồ sơ mức độ 3 tại Ủy ban Nhân dân các xã còn thấp, chưa phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi, nhưng mà để mà công dân tiếp cận được cái dịch vụ công trực tuyến và gửi hồ sơ liên thông qua mạng thì cũng rất là gặp khó khăn vì trình độ dân trí, và thứ hai là để mà bà con sử dụng được cái máy vi tính và cái thiết bị điện thoại thông minh thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Huyện Bá Thước là một cái huyện miền núi đang còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, và cái thứ hai nữa đó là về cái trình độ dân trí. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức đang làm việc tại các cái bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện nó đang còn thiếu về con người, cái thứ hai về chất lượng cán bộ chưa được đồng bộ, chưa được đồng đều. Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới đạt 73,55%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Để đảm bảo các chỉ tiêu được giao về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm, khắc phục khó khăn của từng đơn vị cấp xã, thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban ngành về hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực, có giải pháp nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được sử dụng các dịch vụ công, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy quản lý nhà nước. Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào hoạt động trên tuyến sông Yên, nhất là trong mùa mưa bão năm 2021, thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Thủy Nội địa Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp như bổ sung biển báo hiệu, phao dẫn luồng và giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy trên toàn bộ tuyến. Tuyến sông Yên dài 12 km, có cửa lại kép là cửa ngõ quan trọng nối liền với hệ thống đường thủy nội địa phía Tây Nam và Nam Thanh Hóa, như tuyến đường thủy nội địa sông Chuối, sông Hoàng và lòng hồ Bến En. Bên cạnh đó, tuyến sông Yên là nơi tàu thuyền chở hàng hóa ra vào lưu thông tại các cảng. Vì thế, ngay từ đầu tháng 3, Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy nội địa và Xây dựng Giao thông Thanh Hóa là đơn vị quản lý trên tuyến đã tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn như chỉnh trang, bổ sung hệ thống biển báo hiệu dọc trên tuyến, bố trí các phao dẫn luồng để các tàu thuyền ra vào an toàn, tránh mắc cạn, cảnh báo các khu vực nước cạn bồi lắng nguy hiểm. Tuy nhiên hiện nay trên tuyến sông Yên vẫn tồn tại tình trạng đặt đăng đáy cá và nuôi cá lồng ngay giữa dòng sông, làm ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Để chấn chỉnh tình trạng này, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành tháo dỡ các hàng rào đăng đáy và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không vi phạm. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động với bà con nhân dân để thực hiện cái việc là chấp hành cái việc mà giải tỏa cái đường thủy nội địa để đảm bảo công tác an toàn cho nhân dân đi lại và đặc biệt các cái tàu thuyền.
Thực tế cho thấy việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy để nuôi trồng thủy sản, đặt đăng đáy cá trên các tuyến sông vẫn tồn tại dai dẳng và chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Bên cạnh nguyên nhân do cuộc sống mưu sinh của người dân, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm của chính quyền các địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt. Để giải quyết vấn đề này, ngoài trách nhiệm của chính quyền các địa phương, các ban ngành chức năng cũng cần sớm quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy hải sản, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông. Trước cái tình trạng này thì cũng xin đề xuất kiến nghị cái giải pháp về lâu dài thì các ngành chức năng cùng với địa phương phối hợp với địa phương làm sao đấy để có một cái quy hoạch tổng thể về lâu dài, là quy hoạch tổng thể chi tiết để làm sao đấy các hộ đăng đáy cũng như là nuôi trồng thủy hải sản vào một cái vị trí để vừa đảm bảo dân sinh an sinh xã hội mà cũng như thế là vừa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến sông Yên này được tốt hơn, cũng như trên tất cả các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.